Tôi chưa nhìn hoa để ra tí. À đây, bắt đầu phớt phớt hoa rồi đây. Ừ. Nữa. Đéo phải, cái lá có phải như thế đâu. Bọn ở trong này á? Thế ra thằng Tiến nó bảo tao lấy từ bên Trung Quốc về mà bao nhiêu rồi? Ừ. Đi về cái bọn phớt hồng này đang báo hoa đây. Tha luôn chậu này về để tao xem hoa nó thế nào. Đưa 100 này. Trăm tí nữa tao giá. Bê luôn. Đấy, các ông thấy không? Để mẹ mua nẻ nó khác ngay. Còn cả tiền ship về vườn nữa thì mất mẹ 100.000 chậu này đấy. Đây, lá này. Lá sau lần này nó ra to lắm. Bê luôn chứ cái. Bê luôn cái ý về để đỡ phải ra ngoài này chụp ảnh mặt hoa. Ừ. Đây, vườn ngắm. Đấy, lá cẩm thạch đây. À đây, có 100 này. Đấy, lá to.